Cô gái vừa bước đến khách sạn, và nghe thấy có tiếng đánh vần phát ra từ bên trong căn phòng của Đồng, tiếng động ngày càng lớn. Qua khe cửa, cô nhìn thấy đây là một cô gái đang dùng chiếc máy rung nhỏ cả người quằn quại, chắc là đau đớn lắm. Đột nhiên cô nhận được điện thoại của sếp nói rằng triển lãm sắp bắt đầu, nhưng cô vẫn chưa ló mặt tới. Sau đó, Bao Si vội vã đến công ty, và đến địa điểm triển lãm tràn đầy tự tin trưng bày những món đồ chơi theo ý tưởng mới của mình, nhưng cô cho trình làng những món đồ độc lạ như máy massage mặt, máy rung đánh trứng 10 cấp độ, đặc biệt là nó vẫn đang quay. Các đồng nghiệp nam đều bị sốc, Bao Si muốn dừng lại cũng đã quá muộn, giám đốc không kiềm được cảm xúc, nên đã ngất tại chỗ và kết quả là bản thân cô bị mất việc. Bao Si vừa nhận được một đơn hàng những lại ở phòng của người khác, Bao Si thầm chửi rủa, thế méo nào không nhận hàng mà phải nhờ người khác lấy dùm. Khi vừa mang đến thì mới nhận ra là người quen, không ngờ lại đặt nhiều đồ chơi người lớn như vậy. Thời đại mà phụ nữ đã tự chủ tài chính, thì việc tự làm mình sung sướng cũng chẳng có gì là lạ, huống chi những thứ này khiến cô ta sướng hơn gấp nhiều lần. Bao Si rất sốc nhưng cũng công nhận điều đó. Về đến nhà, cô nhìn bức tranh gia đình ba người được con gái vẽ ngay ngắn, nhưng Bao Si đã quên mất con gái đã vẽ từ lúc nào, nửa đêm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ đến con bé. Người chồng đã bỏ nhà đi, cô chỉ lén lau nước mắt, bật tivi lên xem nhưng tivi lại chiếu hình ảnh hai con sư tử đang phối giống với nhau. Bao Si lại càng sầu đời nghĩ về những ngày ân ái rồi tìm đến rượu để chuốc say. Hàng xóm lại mời cô đến cửa hàng đồ chơi của mình. Bước qua cánh cửa phòng, bên trong thực sự là một nơi nhìn đã sướng, đủ loại sẽ màu hồng, đạo cụ và trang phục gần như làm chói mắt Bao Si. Người đẹp để Bao Si tùy ý lựa chọn, cô không chọn đồ chơi, mà thấy con thỏ khá dễ thương nên đã mang theo con thỏ về nhà sau đó, vẻ mặt khá đâm chiêu. Sau khi đọc hướng dẫn, cô phát hiện ra con thỏ này thực sự không bình thường, hóa ra nó cũng là đồ sung sướng, cảm thấy phụ nữ nhất định sẽ không sử dụng loại đồ chơi này, vì vậy cô ấy đã trả lại vào ngày hôm sau. Phải nói rằng hai người này không quen biết nhau, chỉ mới vừa nhậu cùng tối hôm qua. Cô đến quán bar uống say, tình cờ gặp mặt nên chủ động trò chuyện với cô. Sau vài lần hỏi han, cô phát hiện bao nhiêu năm qua Bao Si sống quá kín đáo, cô chưa từng trải qua cảm giác đỉnh cao bao giờ, vì vậy cô đã đưa Bao Si vào cửa hàng đồ chơi. Không ngờ Bao Si lại là người cổ hủ, cho rằng thứ này không dành cho phụ nữ. Vì vậy, Mây đã trực tiếp đưa cô ấy đi làm một bài kiểm tra và phát hiện ra rằng phụ nữ đều có nhu cầu này, nhưng họ rất xấu hổ khi nói về vấn đề đó. Sau khi về nhà, Bao Si còn hơi men nên quyết định sung sướng một lần. Hôm sau, cô cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Vì vậy, Bao Si đã tìm đến Mây và đề xuất mở rộng cửa hàng. Mây không ngờ Bao Si lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Hai người có cùng mục tiêu đã nhanh chóng hành động để mang biểu ngữ làm hài lòng tất cả phụ nữ Hàn Quốc. Mục tiêu là khiến tất cả chị em sung sướng. Chẳng mấy chốc, một cửa hàng mới toanh đã khai trương, và cả hai mặc đồng phục xinh đẹp để thu hút khách hàng. Nổi bật giữa một nhóm đàn ông mặc vest đen. Bên kia, Ji Jing đang muốn tỏ tình với cô. Hôm nay anh ta muốn tặng hoa cho cô để chúc mừng khai trương, nhưng có vẻ như Bao Si chẳng muốn gặp mặt, nhưng cô muốn trốn cũng không được gì. Ji An đã chạy ngay đến trước mặt, bên trong đóa hoa còn có một mảnh giấy trong bông hoa hứa hẹn rằng sẽ trở thành người chồng tốt và chăm sóc cô nhiều hơn thằng đến trước. Đứng trước một anh chàng đẹp trai như vậy, bản thân Bao Si có chút rung động dục nên cũng không ngần ngại đồng ý. Hai người ôm nhau trao nụ hôn nồng cháy. Sau khi quen nhau, tại căn biệt thự thuê, cả hai đã có sự ngọt ngào đầu tiên sau khi kết hôn. Nhưng hành động quá trớn khiến cho những người làm bên cạnh muốn lao vào giành phần. Sau vài vòng, sau khi hỏi về cách mối quan hệ trước đây, cô biết rằng giữa chồng và người bạn mới quen có mối quan hệ khá kín đáo, nhưng cũng vì chồng thành thật quan tâm và cũng đẹp trai nên cô mới quyết định bỏ qua. Sau khi hành sự xong lần đầu, cô cảm thấy không thỏa mãn mấy nên quyết định dẫn chồng đến cửa hàng đồ chơi người lớn. Sau đó họ lại quay về nhà và hành sự. Đồng nghiệp biết được anh đã có vợ nên cũng bày cho anh vài đường ân ái đảm bảo tình cảm vợ chồng ngày càng đi lên. Bên kia Mie cũng đang thử nghiệm sản phẩm mới. Món đồ này mang đến cho cô cảm giác thật tuyệt vời. Đôi chân cô vừa dài lại trắng, biểu cảm gương mặt làm cho người khác nhìn thấy chỉ muốn mua liền vì quá sung sướng. Đây là cống hiến để thử nghiệm sản phẩm mới cho công việc. Nhưng trong cảnh này, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không thể kìm nổi hứng thú. Cái gì tốt thì phải chia sẻ cùng nhau. Bao Si nhận được điện thoại, hóa ra hôm nay con gái có trận đấu, Seo có việc bận không thể đến sớm. Bao Si lao đến trường ngay lập tức và quên thay đồ, và thứ sung sướng vẫn còn nằm trên người cô nên đã xảy ra cảnh xấu hổ. Vì đồ chơi được kích hoạt bằng giọng nói nên khi chống đánh, Bao Si đã hét lên không kiểm soát được, con gái không biết mẹ mình bị gì kỳ lạ vậy. Nhìn vào biểu hiện của cô, những khách hàng tiềm năng bỏng dưng vô cùng hoang mang vì độ hiệu quả của nó quá mức kiểm soát. Bao Si càng cảm thấy nó rất hiệu quả, thậm chí cô còn có động lực hơn để bán sản phẩm của mình một cách chăm chỉ, ngay cả các nữ tu trong ni viện cũng không tha. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn với sản phẩm mà Bao Si đang quảng cáo nên cô ấy phải tạm thời mang đạo cụ về nhà. Lúc này, người chồng đã về, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Anh ấy mua một chiếc nhẫn kim cương cho Bao Si, muốn ăn mừng nhưng phát hiện Bao Si đã nhốt mình trong phòng tắm. May mắn thay, anh ấy đã mở khóa, nhìn thấy Bao Si ngâm mình trong bồn tắm. Anh ấy liền nói rằng anh ấy muốn đi tắm cùng cô. Hành động thân mật đó đã làm cho thiết bị lại kích hoạt. Bao Si không chịu được nữa nên đã lao ra ngoài và ôm lấy chỗ đó. Chồng cô bị tổn thương nặng nề về thể chất và tinh thần, phải chạy đến quán bar uống rượu cùng bạn thân. Ji Ang chán nản nói rằng vợ anh ấy đã sửa đồ chơi, chắc là sinh lý anh quá yếu, nhưng các đồng nghiệp của anh ấy đã coi đó là bình thường, nói rằng vợ tôi luôn ép tôi mặc quần áo phụ nữ, hóa ra ai cũng có nỗi khổ riêng. Hội chợ cuối cùng đã đến. Bao Si dậy sớm đưa con gái đi học thì phát hiện con bị sốt. Bao Si không quan tâm, nói với giáo viên rồi đến địa điểm triển lãm. Sản phẩm mới lạ thu hút rất nhiều người đến xem. Thật không may, vợ của đồng nghiệp cũng bị thu hút đến, thậm chí còn kéo thêm đồng nghiệp đến để dùng thử. Cô ấy đã bị sốc khi nhìn thấy chị dâu và đồng nghiệp của mình trên sân khấu. Bên kia, Ji Ang đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ trường học nói rằng con gái anh ấy đã bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Anh ấy vội vàng chạy nhanh đến bệnh viện để liên lạc được với vợ mình. Ji Ang còn thấy hình ảnh vợ mình trên kênh trực tiếp. Bao Si đang nhảy múa vui vẻ thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của chồng mình trong đám đông. Anh ta như câm nín không thể nói gì, quay người bỏ đi. Lúc này đồng nghiệp vẫn còn uốn éo trên chiếc máy, còn Bao Si đã vứt xuống mà chạy theo chồng nhưng đã quá muộn. Cô bàng hoàng quay lại cửa hàng, lúc này mới phát hiện cảnh sát đang tịch thu sản phẩm mới của mình. Cô biết rằng mình đã bị bọn họ dụ dỗ để làm những chuyện này. Chủ tịch đã dùng âm mưu để trả đũa cô, cũng là để cho biết được rằng ở Hàn Quốc chỉ có bà ta là trùm về đồ chơi người lớn, cô chỉ mới nổi nên bị vùi dập là điều rất dễ hiểu. Xử lý xong buổi triển lãm, Bao Si vội vã đến bệnh viện. Sau khi biết con gái bình an vô sự, cô đã khóc rất nhiều, tự trách mình và đến gặp chồng giải thích nhưng chồng không muốn cho cô thêm cơ hội. 3 tháng sau, công việc kinh doanh do Bao Si và May tạo ra lại đã được công chúng chấp nhận, mức độ nổi tiếng của cả hai cũng tăng lên. Cuối cùng họ đã mở ra một kỷ nguyên mới của khái niệm về đồ chơi, nhưng đối mặt với ngôi nhà trống rỗng, cô không cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng hiểu chồng và con gái của cô có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Người chồng cùng con gái về một lần, ban đầu họ đồng ý đi du lịch như một gia đình 3 người, nhưng tại lễ trao giải thưởng cuối năm của phòng thương mại, chủ tịch đã quyết định trao giải thưởng doanh nhân cuối năm cho Bao Si. Cô vô cùng xúc động, lúc này cô lại nghĩ đến chồng con và chạy đến bến tàu. Thấy chồng và con gái chuẩn bị ra khơi, cô vì không biết bơi nên nhảy xuống biển. Cô con gái tình cờ nhìn thấy cảnh này nên gọi bố, người chồng chỉ dừng lại một giây rồi nhanh chóng nhảy xuống biển cứu Bao Si lên bờ. Cả gia đình 3 người cuối cùng cũng đoàn tụ bên nhau và bắt đầu hành trình mới. Hết phim.